thiên Ngày 133 Hãy nghe phản nhắc lại cách nói Mình còn chưa biết bạn học ở trường đại học nào đâu Hùa 到你在哪个大学读书呢？我还不知道你在哪个大学读书呢。 我还不知道你在哪个大学读书呢。bây nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. mình thấy nói tốt lắm mà。我看说得挺好的。nhà mình thì là gần đây。我家就在附近。 hình như gọi là đại học sư phạm quảng tây họ chào quảng sĩ sư phạm đại cho nên mình còn chưa cài đặt Số ì của khai mấy yếu sau khi về sẽ tải xuống xem thử xem 回去以后会下载看看，上 WeChat 聊 chuyện nhiều một chút，多上微信聊天儿。đó đâu thể coi là，那哪能算是？ Phiền qua đây một chút. Má phản của lái xạ. Rất quen thuộc đối với quán cà phê này. Tuyệt trời gia cà phê thiên rất xú xí. Trông có vẻ, có vẻ như. Càng lại bạn nếm thử xem nhỉ tráng y tráng nhỉ tráng chẳng thôi soạn lở. một công ty du lịch nhỉ cha lùi yếu cung sư trước tiên đem tiếng việt học tốt rồi hãy nói 先把越南语学好了再说。ngại quá，xin lỗi，不好意思。chưa tiền như vậy đi，先这样吧。cứ luôn nói tiếng trung，一直说中文。 học sinh, xế sẵng, chỉ cần, chỉ yào, hiểu rất ít, tụng đọc hẳn sảo, không cần vội, từ từ thôi. Bố dụng chí, mãi mãi lái.

来规定。是规定。